Vâng, em Minh Chiến xin chào tất cả các bác nha. Thì sau đây em sẽ quay chi tiết sản phẩm hai cặp loa này gửi cho hai bác, một bác ở cặp Onkyo X500X là gửi cho bác ở thành phố Hồ Chí Minh và cặp Bose Sonata là gửi cho bác ở Bình Định thị trấn Đập Đá nha. Con này về là còn luôn cái áo nha, cái áo này em lấy em lót này các bác. Đấy, bóng nhồng rất là mới nha. Về cơ bản thì dòng này là dòng limited nha, limited các bác. Cái canh này nó mở rất là khó nha các bác. Để em quay phía sau rồi em quay lại phía trước em mở cho các bác coi luôn. Để em mở luôn nha. Thì cặp này về với bác chủ ở thành phố Hồ Chí Minh rất là mới nha. Sáng em chưa vệ sinh, vệ sinh xong là em mới quay cho các bác con này. Đấy. Còn cặp đây là cặp RBL77 7 gì cho. Cặp này thì rất đá nên sưu tầm này. Anh em nhanh tay sở hữu nha. Cặp này từ trước tới giờ em chỉ về một cặp, cặp là cặp mới nhất luôn. L77, Langer 77 nha. Dòng này là chạy có hai cái bass 25 cũ Anico nha các bác. Đây, cặp mới nha. Đây đây. Đây là phía sau của cặp loa 500X nha. Em nó có công suất maximum là 200W nha, phát tiếng carbon. Trở kháng là 6 ohm 5 ohm. Cặp mới luôn. Đấy. Cặp này là dòng kiếm âm, anh em có thể đánh trong nhà phòng mà cỡ 25m² đổ lại thì cặp này nó sẽ ra chất âm rất là tuyệt vời, rộng quá là không ngon nha. Các bác cứ để là cỡ phòng trong phòng hoặc là phòng khách nhỏ nhỏ thì như cặp này tuyệt vời. Các bác đánh vào những con âm leader nông như là 1500R, R25 mã vân vân. Monitor 500X nha, bass 23cm. Cái cũ nó to bằng cái bass này nha. Nó to. Đây. Mình quay lại cặp Sonata cho bác ở Đập Đá. Video test nó ở cuối video này nha. Các bác xem hết video sẽ thấy video test nha. Rồi, em đã mở e-canh ra rồi. Đây các bác. Em quay xa hơn cho các bác xem chi tiết sản phẩm hơn. Rất là mới nha. Cặp này thì em vừa vệ sinh rồi nha. Sạch điệp rồi, chứ vừa chỉ việc sử dụng thôi. Cái này mà các bác treo để trên phòng máy con thằng lằn là nó bu vô nó thấy cái bóng của nó đó. Quay phía sau cho các bác xem. Và đây là phía sau của sản phẩm 301 Sonata Limited. Rất là mới nha. Rồi, và sau đây xin mời các bác xem video test của hai sản phẩm này. Và sau đây mời các bác thẩm âm con Onkyo Monitor 500X. Một chất âm rất là trong trẻo nha. Con này sở hữu một cái bass 23cm, cụ từ rất là lớn. Và các bác có nhu cầu nào thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại bên trên màn hình. Yeah.
Nghe test cặp loa Bo 301 Sonata. Em đang test với cặp con 707 Xtra nha. Con này công suất là 330W, chạy 8 sò Sanken, rất là khủng nha. Chạy hai cầu loa AB, A cộng B. Con này thì các bác có thể tích hợp vào vang hát karaoke với những đánh với những cặp bo như thế này. Đấy. Con này có thể căng được hai cặp bo nha, 301 và nghe nhạc hay. Đây là dòng chuyên nghe nhạc, vì công suất nó lớn và chiều đòn lớn nên anh em có thể tích hợp hát karaoke gia đình, rất là tuyệt vời. Và con này bên em bán giá là 11 triệu bao ship nha các bác. Dòng 301 Sonata Limited quấn tiếng bass rất là tròn, rất là nặng nha. Tiếng bass của cặp này rất là nặng. Yeah.
Bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì alo cho em nha. Em xin phép và kết thúc video và để đóng gói cặp loa này để gửi cho bác ở Đập Đá.